Xin được tiếp tục với những diễn biến trên thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần thì lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới sau tuần giảm giá mạnh trước đó. Và chốt ngày hôm qua, chỉ số Mỹ VN Index đảo chiều tăng 0,59% lên 2.264 điểm. Đây là mức cao nhất một tuần trở lại đây. Đáng chú ý thì trên thị trường nông sản, ngoài mức suy yếu nhẹ của giá ngô, toàn bộ các mặt hàng còn lại đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, và trong đó thì giá dầu đậu tương dẫn dắt đà tăng trong nhóm với mức hồi phục là 4,45%. Đồng thời thì giá lúa mì cũng ghi nhận mức tăng gần 3% lên hơn 216 đô la Mỹ một tấn. Ở một diễn biến khác thì nhóm năng lượng cũng là điểm sáng trên thị trường với 4 trên 5 mặt hàng đón nhận lực mua tích cực. Ở chốt ngày thì giá dầu WTI tăng 2,26% lên hơn 83 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent thì tăng 1,88% lên hơn 86 đô la Mỹ một thùng. Xu hướng hồi phục của giá dầu có thể sẽ còn tiếp tục duy trì khi mà thị trường vẫn đang chịu sự chi phối từ chính sách cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC cộng, cũng như tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Tôi cho rằng một khi vấn đề xung đột chưa được giải quyết, giá dầu có thể vẫn sẽ nhận được hỗ trợ và hướng tới mốc 85-90 USD một thùng trong quý 3. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng sau đợt tăng nóng vào tháng 6 vừa qua, giá dầu có thể sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, nhưng sẽ khó có thể đẩy giá về dưới ngưỡng 75 USD một thùng trong thời gian tới.